Thử thách một ngày toàn là màu trắng đen của Quốc thì có những gì? Vừa mở mắt dậy là thấy có cái bánh Oreo bên ngoài màu đen, bên trong màu trắng của ai kìa. Tiện tay để mình nếm miếng kem trắng, miếng sữa, đồ đó là vô bài giảm cân luôn. Nói nhẹ vô cái tủ lạnh thì thấy có cái bình chilin sô-cô-la nhân vani của thằng cháu mình kìa. Chắc ăn miếng nó không biết đâu ha, mọi người giữ bí mật cho mình nha. Xíu qua nghĩ lợi trong tủ lạnh thì chợt nhớ ra cái bánh kem hôm sinh nhật của mình còn sót lại trong tủ lạnh nè. Hôm sau em nó cũng có màu trắng và màu đen như đúng thử thách vậy đó. Nãy giờ ăn uống nhiều rồi thì cuối ngày mình sẽ rửa mặt lại cho tỉnh táo lại các cô. Công nhận lời ghê, bữa đi siêu thị với mẹ con xíu mà được trả công bằng bộ sản phẩm của oxy nữa nè, cái túi nữa chứ, trời ơi xịn xò đi. Ta nói kỳ này có oxy là quy lực thiên nhiên, đẹp trai bứt phá cái mộng. Để đọc xem bản thành phần của kem rửa mặt oxy white complete là gì nè. Có đất sét trắng, vitamin B3 và hyaluronic acid là biết ngay công dụng làm sạch tế bào chứ. Sáng da dưỡng ẩm, cấp ẩm gấp 2 lần rồi đó. Phải nói rửa xong cái da nó sạch trắng mà vẫn mềm mại gì đâu luôn á chú. Xong xui làm sạch cái đầu bằng chai dầu gội drip shampoo là sạch gao, mềm tóc và đỡ ngứa gì đâu á.